Boxing Day, lễ tặng quà, là một ngày lễ truyền thống của Vương quốc Anh và một số quốc gia nói tiếng Anh. Ở Anh, nó được tổ chức vào ngày 26 tháng 12, tức là một ngày sau Giáng sinh. Đây là dịp để những người thân tặng quà nhau và ở bên nhau chuẩn bị chào đón năm mới. Nhưng với Premier League, đây luôn là giai đoạn thi đấu khắc nghiệt nhất. Trong khi các khán giả được nghỉ ngơi bên gia đình, thì các đội bóng phải căng mình thi đấu với mật độ 3 trận trong 7 ngày. Năm nay, mùa lễ tặng quà còn trở nên khốc liệt hơn với giải Ngoại hạng Anh, khi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở xứ sở sương mù. Sự lây lan nhanh của biến chủng Omicron khiến số ca mắc liên tục tăng. Trung bình mỗi ngày có đến hơn 100.000 người Anh nhiễm Covid-19. Các câu lạc bộ Premier League cũng đang trong tình trạng thiếu hụt về nhân sự do Covid-19. Chỉ riêng tuần trước đã có đến gần 100 cầu thủ và các thành viên của các đội bóng dương tính với SARS-CoV-2. Tại vòng 18, chỉ có 4 trên 10 trận đấu được tổ chức. Tuy nhiên, tất cả các đội bóng vẫn đồng ý sẽ thi đấu vào dịp Boxing Day năm nay. Thời điểm có thể coi là kịch tính và hấp dẫn nhất giải đấu khi các đội sẽ đua nước rút cho giai đoạn lượt đi. Một trong những cái tên được quan tâm nhất trong dịp Boxing Day chính là Manchester United. Quỷ đỏ đã có khởi đầu khá thuận lợi với huấn luyện viên Ralf Rangnick với 2 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, tại 2 vòng đấu vừa qua, họ đã phải hủy các trận đấu với Brentford và Brighton vì có tới hơn 10 cầu thủ dương tính với Covid-19. MU đã phải đóng cửa sân tập trong 4 ngày và mới chỉ trở lại tập luyện vào đầu tuần này. Rất may, Quỷ đỏ liên tục đón tin vui khi các cầu thủ hồi phục nhanh chóng. Theo huấn luyện viên Ralf Rangnick, MU đã có 25 cầu thủ lành lặn có thể ra sân. Sự thiếu vắng đáng kể nhất là tiền vệ Paul Pogba vì chấn thương. Các cầu thủ như Varane, Cavani, Anthony Martial, Ivan Bissaka đều đã hồi phục. Vào đợt Boxing Day, MU sẽ có lịch thi đấu khá thuận lợi khi lần lượt chỉ phải gặp Newcastle, Burnley và Wolverhampton. Nếu giành được 9 điểm tối đa trong giai đoạn nước rút này, họ hoàn toàn có thể chen chân vào top 4. Giai đoạn nghỉ vừa qua, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã có nhiều thời gian để làm việc cùng đội bóng. Tất cả những tín hiệu tích cực ấy khiến người hâm mộ Quỷ đỏ có thể trông đợi vào một lễ tặng quà thật ý nghĩa.